Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn đang theo dõi livestream của Kế toán Việt Hưng vào tối thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Chủ đề hôm nay mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là kinh nghiệm làm việc trong doanh nghiệp về khách sạn, một trong những loại hình khá phổ biến hiện nay. Bằng những kiến thức rất thực tế trong quá trình làm kế toán trưởng cho hệ thống khách sạn kiểu Nhật tại Hà Nội trong 10 năm qua, thì hôm nay mình muốn chia sẻ những kinh nghiệm đó với các bạn để hy vọng mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho các bạn, phục vụ tốt hơn nữa trong quá trình làm kế toán của các bạn trong lĩnh vực khách sạn. Nếu các bạn đang xem livestream mà thấy những kiến thức mình chia sẻ là bổ ích thì các bạn hãy like trang và chia sẻ vào các hội nhóm. Trong quá trình live, nếu có vấn đề gì thắc mắc cần giải đáp thì các anh chị, các bạn cũng như là các em hãy inbox comment để Kế toán Việt Hưng sẽ giải đáp, hỗ trợ tư vấn thêm về kiến thức. Và để bắt đầu chương trình live stream chia sẻ những kiến thức thực tế, xin mời các bạn hiện tại đang làm doanh nghiệp này cũng như nhiều bạn sắp tới đi nhận việc hoặc những bạn là nhận dịch vụ kế toán về làm liên quan đến công ty khách sạn thì chúng ta hãy nhanh tay đặt câu hỏi nhé. Thời gian mà trung tâm live stream chia sẻ các kiến thức kế toán là vào khung giờ từ 8 giờ đến 9 giờ nên các bạn hãy tranh thủ cố gắng dành chút ít thời gian để chúng ta theo dõi đến kết thúc buổi chia sẻ. Trong lúc mình đợi các bạn vào để chúng ta cùng bắt đầu cái buổi chia sẻ kiến thức liên quan đến lĩnh vực khách sạn, thì bây giờ mình đang nhìn thấy một số bạn đang vào đặt câu hỏi liên quan đến lĩnh vực này. Ở đây mình đã bắt đầu thấy một số bạn đang vào đặt câu hỏi. Mình chào bạn Nguyễn Hoa. Chào bạn Nguyễn Hoa. Bạn Nguyễn Hoa đang hỏi là: chị ơi, các chi phí đầu vào như chăn ga gối trong khách sạn thì hạch toán như thế nào? Trong công ty khách sạn thì các chi phí về chăn ga gối rất là nhiều bạn Hoa ạ. Và đối với các chi phí này thì các bạn sẽ hạch toán như sau: nợ cho tài khoản 242, nợ tài khoản 133, có cho tài khoản 331. Thì trong tài khoản 242 hiện tại theo thông tư 200 hay là theo thông tư 133 thì đều sử dụng là 242. Khác với các cái chi phí ngắn hạn và dài hạn của thông của quyết định 48 và quyết định 15 trước kia thì tách ra là ngắn hạn thì chia là 142, dài hạn thì chia là 242. Chính vì thế hiện tại theo thông tư 133 và thông tư 200 ấy, thì bị chi cục thuế đã thay đổi và chúng ta chỉ theo dõi trên tài khoản 242. Do đó thì bạn Hoa sẽ nên tách cái tài khoản 242 này ra thành 2421 và 2422 bạn nhé. 2421 là dùng cho các cái chi phí mà mình phân bổ ngắn hạn. Còn 2422 là mình sẽ phân bổ cho những cái chi phí dài hạn. Như vậy thì bằng cái việc chia sẻ của Kế toán Việt Hưng ấy, thì bạn Hoa đã hiểu rõ về cái câu hỏi mà mình về câu trả lời mà Kế toán Việt Hưng vừa giải đáp chưa ạ? Và lưu ý thêm, khi mà các bạn căn cứ vào đâu để chúng ta biết được là tài khoản nào là ngắn hạn, tài khoản nào là dài hạn, thì như mình vừa trình bày 2421 là ngắn hạn thì đủ thì sẽ xử lý cho những cái thời gian công cụ dụng cụ phân bổ từ 12 tháng trở xuống, còn những cái công cụ dụng cụ có thời gian phân bổ từ lớn hơn 12 tháng cho đến nhỏ hơn 36 tháng. Như vậy thì bạn Hoa đã hiểu câu trả lời của Kế toán Việt Hưng. Vâng, cảm ơn bạn Hoa đã đặt câu hỏi ạ. Tiếp theo thì hiện tại
Mình thấy các bạn cũng đã vào tham gia buổi livestream để mình xin được phép được chia sẻ các cái kiến thức của kế toán về khách sạn, một trong những lĩnh vực mà rất nhiều bạn quan tâm và đăng ký thường xuyên tại trung tâm kế toán Việt Hưng. Và với cái buổi livestream này, trung tâm Việt Hưng cũng gửi tới cho các bạn một món quà dành cho 10 bạn đầu tiên comment, like trang và chia sẻ vào các hội nhóm một món quà rất là ý nghĩa, đó là một khóa học tự học với đầy đủ video gắn trên mỗi giáo trình với nội dung liên quan đến các cái vấn đề khách sạn chuyên sâu, và nó sẽ rất bổ ích cho các bạn trong quá trình các bạn làm. Và đặc biệt là tài khoản này nó có thời hạn dùng mãi mãi, bất cứ lúc nào các bạn mở ra cũng sẽ ôn lại được kiến thức mà các bạn cần trong cái lĩnh vực khách sạn này. Để hướng dẫn thêm cho các bạn, chia sẻ thêm cho các bạn về cái kinh nghiệm trên thực tế mà chúng ta làm, thì cũng quay lại lại là các bạn chưa thấy đặt câu hỏi nhiều ở trên này, thì mình giải thích thêm một chút ở cái câu hỏi của bạn Nguyễn Hoa là đối với những cái tài khoản 242 mà khi mình tách ra hết trên bảng cân đối, thì khi mình bảng tách ra ở trên bảng cân đối tài khoản thì đồng thời khi mà đưa lên bảng cân đối kế toán, chúng ta cũng sẽ tách chúng ta cũng sẽ tách ra ở chỉ tiêu 152 trên bảng cân đối kế toán, đó là chi phí ngắn hạn, và chỉ tiêu 260 trên bảng cân đối kế toán là chi phí trả trước dài hạn. Mình thấy có một số bạn đang đặt câu hỏi nhưng mà mình lại chưa nhìn thấy. À đây, có mình xin trả lời các câu hỏi của bạn Đoàn Phương. Bạn xin chào bạn Đoàn Phương. Bạn Đoàn Phương hỏi kế toán Việt Hưng như sau: chị ơi, bên em có phát sinh thường xuyên các chi phí mua công cụ, dụng cụ nhỏ như là lược, xà phòng, dép, khăn tắm, và em thấy với số lượng rất nhiều. Vậy theo chị thì các chi phí này nên đưa vào hạch toán thế nào là phù hợp nhất? Kế toán Việt Hưng xin trả lời bạn Đoàn Phương như sau: đối với về khách sạn, về công cụ dụng cụ nhỏ rất là nhiều, như bạn miêu tả là đây là có lược, xà phòng, dép và khăn tắm. Nếu như mà với số lượng ít thì bạn sẽ hạch toán thẳng vào tài khoản 2421. Còn nếu như số lượng nhiều thì bạn sẽ hạch toán vào tài khoản 153. Tức là chúng ta sẽ đưa vào kho, sau đó hàng tháng chúng ta sẽ căn cứ vào doanh thu thu được hàng tháng trên số lượng phòng là bao nhiêu thì bạn nên chia định mức ra. Ví dụ như là khách sạn đó có 100 phòng thì trong 100 phòng đó sẽ có một phòng là mình sẽ dùng bao nhiêu cái công cụ dụng cụ đó, thì mình sẽ nên định mức ra để mình phân bổ, và mình khi xuất thì bạn hạch toán như sau: nợ cho tài khoản 154 và có cho tài khoản 153 nếu như các bạn dùng theo thông tư 133. Còn nếu mà bạn Phương dùng thông tư 200 thì bạn Phương sẽ điều khoản là nợ 6273 có cho tài khoản 153. Như vậy thì bằng cái câu trả lời của kế toán Việt Hưng, bạn Phương đã nắm bắt được vấn đề của công ty mình chưa ạ? Kế toán Việt Hưng xin trả lời câu hỏi của bạn Tuyết Tuyết Nguyễn: chị ơi, các chi phí như nước uống trong khách sạn thì đưa vào tài khoản nào là phù hợp? Thì kế toán Việt Hưng xin trả lời bạn Tuyết Nguyễn như sau: về chi phí nước uống trong khách sạn thì các bạn sẽ đưa vào tài khoản 156, tức là hàng hóa. Thực ra thì đối với khách sạn, chi phí này trong khách sạn thì chúng ta không phải để bán, nhưng tuy nhiên là chúng ta vẫn phải đưa vào tài khoản 156 để khi chúng ta xuất ra cho chi phí thì chúng ta sẽ hạch toán nợ cho tài khoản 154 có cho tài khoản 156 liên quan.
nếu như bạn tuyết nguyễn dùng theo thông tư 133, còn nếu như bạn dùng theo thông tư 200 thì bạn sẽ hạch toán là nợ 6278 có cho tài khoản 156. Vậy thì với câu trả lời của kế toán Việt Hưng thì bạn Kết Nguyễn đã hiểu được để đưa vào xử lý tình huống trong khách sạn của mình chưa ạ? Tiếp theo, chị xin được chia sẻ thêm câu hỏi của bạn Thu Trần. Bạn Thu Trần có hỏi rằng: Chào chị, bên em có thuê khách sạn với giá 300 triệu trên một tháng và chi phí thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân bên em đóng thay cho chủ nhà. Vậy chi phí thuế này có được hạch toán không? Và hạch toán thì đưa vào tài khoản nào? Xin cảm ơn. Em xin cảm ơn. Kế toán Việt Hưng xin giải đáp câu hỏi của bạn Thu Trần như sau. Về chi phí thuê khách sạn thì nó cũng là một chi phí trả trước. Bạn Thu cũng sẽ hạch toán vào tài khoản 242 để phân bổ dần vào chi phí của hàng tháng. Còn nếu như các bạn nếu như trong trường hợp là công ty bạn Thu mà thanh toán theo hàng tháng thì bạn sẽ hạch toán thẳng vào chi phí luôn. Thế còn tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân bên em đóng thay cho chủ nhà thì chi phí này sẽ được tính vào chi phí hợp lý của công ty em trong trường hợp là trong hợp đồng ghi rõ là bên em là người phải chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân này. Bằng cái câu trả lời của kế toán Việt Hưng thì bạn Thu Trần đã hiểu về cái tình huống này để xử lý cho doanh nghiệp mình hay chưa ạ? Và các bạn hãy vào comment chia sẻ đến các cái hội nhóm để chúng ta cùng học hỏi, chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm để làm tốt hơn cho doanh nghiệp của mình trong lĩnh vực khách sạn. Cảm ơn bạn Thu Trần ạ. Và các bạn nhớ để lại bình luận mail thích trang chia sẻ để nhận được quà tặng từ kế toán Việt Hưng. Đó là khóa học tự học khách sạn rất là bài bản, có các trang giáo trình, có video đính kèm. Khi nào chúng ta vướng mắc ở đâu thì chúng ta chỉ cần mở giáo trình ra là chúng ta sẽ nghe được video và làm theo ạ. Xin chào bạn Thùy Dương. Bạn Thùy Dương có gửi tới kế toán Việt Hưng một câu hỏi, đó là các chi phí vận chuyển, chi phí giặt là thì hạch toán vào tài khoản nào? Đối với các hóa đơn này có cần thêm bảng kê chi tiết đầu vào hay không? Và có cần hợp đồng hay không? Thì kế toán Việt Hưng xin trả lời câu hỏi của bạn Thùy Dương như sau. Các chi phí vận chuyển, chi phí giặt là những loại chi phí chính trong khách sạn. Thì nếu như bạn Thùy Dương đang hạch toán theo thông tư 133 thì bạn sẽ hạch toán nợ cho tài khoản 154, nợ tài khoản 133, có tài khoản 111 hoặc là 331 bạn Thùy Dương nhé. Thế còn trong trường hợp nếu như bạn Thùy Dương hạch toán theo thông tư 200 thì bạn sẽ hạch định khoản là nợ cho tài khoản 6277, hoặc có bạn thì hạch toán nợ vào tài khoản 6278, nợ tài khoản 133 và có tài khoản liên quan. Bởi vì các cái chi phí vận chuyển và chi phí giặt là này nó là chi phí trực tiếp tạo ra doanh thu trong khách sạn. Vì thế chúng ta sẽ đưa vào các chi phí liên quan để kết chuyển ra giá thành. Trong trường hợp là nếu bạn Thùy Dương mà hạch toán vào tài khoản theo thông tư 133 định khoản nợ 154 thì cuối cùng chúng ta sẽ hạch toán kết chuyển nợ 632 trên 154. Tuy nhiên là với phương pháp hạch toán về phương pháp hạch toán thì như câu trả lời của kế toán Việt Hương thì chắc là bạn Thùy Dương sẽ nắm rõ để vận dụng vào trong quá trình làm việc tại khách sạn của mình. Tuy nhiên là bạn Thùy Dương cũng như các bạn đang theo dõi livestream
của Kế toán Việt Hưng thì xin mời các bạn hãy chia sẻ tất cả những chia sẻ livestream này tới các bạn bè cũng như là các cái hội nhóm để chúng ta cùng trao đổi thêm kinh nghiệm. À, mà các buổi live trước thì nhiều bạn để lại email trung tâm đã cấp quyền rồi. Các bạn đã vào được tài khoản tự học của các bạn chưa ạ? Ở đây nếu bạn nào chưa vào được thì các bạn sẽ comment phía dưới để trung tâm biết liên hệ lại để hướng dẫn các bạn vào tài khoản tự học của các bạn. Nếu các bạn thấy là việc chia sẻ livestream này mà thấy bổ ích cho các bạn thì các bạn hãy chia sẻ để nhận được quà tặng từ Kế toán Việt Hưng ạ. Chào bạn Trâm Xin chào Kế toán Việt Hưng, cho em hỏi cách viết hóa đơn như thế nào là đúng nhất đối với khách sạn? Kế toán Việt Hưng xin trả lời bạn Trâm Đỗ như sau. Có rất nhiều cách viết hóa đơn đối với khách sạn. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Kế toán Việt Hưng thì chúng ta sẽ nên viết cụ thể như thế này. Về nội dung thì sẽ ghi là tiền phòng nghỉ từ ngày nào đến ngày nào. Từ ngày, tức là từ thời gian mình phải ghi cụ thể ra là từ ngày cho đến ngày. Số lượng, về số lượng ngày mình sẽ ghi rõ ra đơn giá mỗi ngày, trên ngày ở đây là tính cả ngày cả đêm, đơn giá trên ngày là bao nhiêu và thành tiền. Và nếu như trong cái khách sạn thì nó sẽ có các cái chi phí đi kèm, tuy nhiên là mình chỉ ghi nội dung là tiền phòng nghỉ thôi, từ ngày nào đến ngày nào. Còn nếu như để muốn thể hiện thêm các cái doanh thu khác đi kèm thì chúng ta có thể chia ra ở phần bảng kê chi tiết đi kèm. Vậy thì bằng cái câu trả lời của Kế toán Việt Hưng thì bạn Trâm Đỗ đã hiểu được cái cách viết hóa đơn ở lĩnh vực khách sạn chưa ạ? Nếu để rõ hơn thì bạn có thể liên hệ với trung tâm hoặc cho mình xin email ở phía này này, em mình sẽ gửi mẫu về hóa đơn, xuất hóa đơn của trong lĩnh vực khách sạn để cho bạn tham khảo thêm ạ. Và với cái chia sẻ về cách viết hóa đơn của Kế toán Việt Hưng thì bạn Trâm Đỗ đã hiểu chưa ạ? Tức là bạn viết rõ nội dung ra từ ngày nào đến ngày nào, số lượng ngày, ở đơn giá và thành tiền tương ứng. Còn có một số trường hợp các bạn sẽ ghi theo tháng, tuy nhiên là đối với Kế toán Việt Hưng thì không khuyến khích các bạn ghi chung theo tháng, tại vì đối với hóa đơn về khách sạn thì bao giờ khi quyết toán thuế, cơ quan thuế cũng sẽ yêu cầu bạn phải trình bày ra cả phần bảng kê lưu trú. Trong bảng kê lưu trú đó sẽ có các cái ngày mà khách đến ở bên khách sạn của bên bạn, và nó phải khớp với cái doanh thu mà bạn xuất hóa đơn. Chỉ vì thế việc ghi nhận hóa đơn nó khá là quan trọng. Ngoài ra khi mà bạn ghi nhận cái giá trị hóa đơn thì cái phần thông tin của người mua hàng, nếu như ở trên cái phần lưu trú có ghi rõ là ông Nguyễn A thuộc vào công ty ABC thì bạn nhớ lưu ý là người mua hàng phải ghi rõ là ông Nguyễn Văn A và thuộc vào công ty nào, bởi vì tránh lúc quyết toán thuế cơ quan thuế có thể hỏi bạn là người ở sẽ là một cá nhân chứ không phải là một công ty đại diện. Chính vì thế mình nên chi tiết ra là Nguyễn Văn A, ông Nguyễn Văn A thuộc vào công ty nào. Như vậy thì bằng cái câu trả lời của Kế toán Việt Hưng, chắc là bạn Trâm Đỗ sẽ xử lý được tốt hơn trong công việc viết hóa đơn của công ty bạn. Chào bạn Trường. Bạn Trường có câu hỏi gì muốn gửi tới Kế toán Việt Hưng ạ? Và trong cái buổi livestream này sẽ có quà tặng dành cho người bạn đầu tiên chia sẻ livestream, để lại comment vào chia sẻ livestream vào các hội nhóm.
Các bạn nhớ để lại bình luận mail và thích trang chia sẻ để nhận được quà tặng từ kế toán Việt Hưng, đó là khóa học tự học khách sạn có đầy đủ video, hóa đơn chứng từ. Video thì gắn vào dưới các hóa đơn chứng từ, các bạn sẽ nghe và làm theo khi mà chúng ta làm vướng mắc trong quá trình làm việc tại công ty khách sạn. Thời gian chia sẻ các kiến thức kinh nghiệm của kế toán Việt Hưng sẽ là vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần vào khung giờ 8 giờ đến cho đến 9 giờ tối. Vậy các bạn hãy tranh thủ vào thời gian này để xem và chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm. Chào bạn Phương Vi. Bạn Phương Vi hỏi là về cách viết hóa đơn đối với công ty khách sạn, thì cũng như câu hỏi trên của bạn Trâm Đỗ thì kế toán Việt Hưng có trả lời là cách viết hóa đơn đối với khách sạn thì bạn sẽ viết như sau. Các bạn ghi nội dung là chi phí tiền phòng nghỉ từ ngày tháng cho đến ngày tháng bạn nhé. Và viết thời gian từ thời gian nào đến thời gian nào, rồi đánh số lượng đơn giá của một ngày, và một ngày ở đây có nghĩa là cả ngày cả đêm. Rồi sau đó là thành tiền. Ngoài ra thì một số khách sạn có thể có thêm bảng kê chi tiết các cái loại dịch vụ đi kèm. Cái này về cách kết hóa đơn thì ở trong khách sạn chúng ta sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của từng cái khách sạn mà bạn đang làm để chúng ta viết hóa đơn cho nó phù hợp. Và nếu như trong hóa đơn mà viết đơn giá bằng bao nhiêu tiền thì khi mà chúng ta chuẩn bị cho một cuộc quyết toán thuế, chúng ta cần phải có chuẩn bị thêm là cái giá niêm yết, giá phòng ấy, để cho cơ quan thuế xem nó phải phù hợp với cái hóa đơn mà bạn viết. Thì bằng cái câu trả lời của kế toán Việt Hưng thì bạn Phạm Vi đã rõ về cách kết hóa đơn trong công ty khách sạn chưa ạ? Chào bạn Vân Anh, em chào chị. Cho em hỏi hóa đơn viết cho công ty về giáo dục kỹ năng cho trẻ em thì viết cho trẻ thì viết nội dung hóa đơn như thế nào là hợp lý nhất? Kế toán Việt Hưng chia sẻ cái câu trả lời đối với bạn Vân Anh như sau. Thứ nhất, về công ty của bạn là về giáo dục. Nó là một lĩnh vực dịch vụ. Về dịch vụ thì bạn sẽ ghi nội dung liên quan đến cái dịch vụ mà bên bạn đang làm. Nó là về kỹ năng cho trẻ. Nếu như kỹ năng cho trẻ ở đây cụ thể là kỹ năng gì, hay là mình bên bạn đào tạo những cái kỹ năng gì nhỉ, thì bạn sẽ viết hóa đơn là kỹ năng đào tạo về về vấn đề gì liên quan đến công ty bạn thì bạn sẽ ghi chi tiết nó ra và bạn ghi thành tiền tương ứng trong thành có số lượng có đơn giá nữa cho nó chi tiết. Bạn Vân Anh Nguyễn có thể ghi rõ hơn một chút cho kế toán Việt Hưng hiểu được là cái kỹ năng về cái nội dung về giáo dục kỹ năng cho trẻ ở bên bạn đó là nội dung gì nhỉ? Để mình sẽ tư vấn tốt hơn, chính xác hơn nội dung viết hóa đơn ạ. Mình không nhận được cái câu hỏi từ bạn Thu Hà Nông về vấn đề gì, bạn là Thu Hà Nông đặt lại câu hỏi để mình xin được chia sẻ kiến thức ạ. Các bạn ơi, các bạn hãy chia sẻ live stream này tới các hội nhóm, các bạn bè của các bạn. Hãy chia sẻ mạnh lên để nhận được phần quà là một khóa học tự học. Một khóa học tự học này bên mình đang tư vấn cho các bạn là có mức phí là 1 triệu đồng. Tuy nhiên là nếu như bạn nào chia sẻ livestream này vào các hội nhóm thì các bạn sẽ được nhận một khóa học tự học miễn phí đấy ạ. Mình thấy mọi người xem và hỏi rất là nhiều nhưng không thấy ai chia sẻ. Các bạn hãy chia sẻ like trang để chúng ta nhận được cái phần quà hấp dẫn này từ kế toán Việt Hưng nhé.
Bởi vì cái khóa học này mang tính chất rất là chuyên sâu, có rất là nhiều giải đáp của những kế toán trưởng lâu năm trong cái khóa học. Và khi các bạn có cái chương trình học tự học này, các bạn sẽ tự tin rất nhiều trong quá trình các bạn làm đấy ạ. Và sẽ không cần phải hỏi giải đáp từ mà không cần phải tham khảo thông tin ở đâu xa, mà chỉ cần là xem trong cái khóa học của kế toán Việt Hưng là nó có đầy đủ nội dung mà các bạn cần khi làm thực tế trong kế toán khách sạn. Bạn Vân Anh Nguyễn ơi, về cái giáo dục kỹ năng cho trẻ ở bên bạn là cụ thể hơn một chút, mình sẽ tư vấn tiếp nhỉ. À, tức là về tư duy phát triển cho trẻ. Vậy thì bạn sẽ ghi nội dung hóa đơn là dịch vụ tư duy phát triển cho trẻ theo tháng. Ví dụ như ở đây là tháng 5 năm 2020, bạn viết hóa đơn sẽ là dịch vụ tư duy phát triển cho trẻ tháng 5 năm 2020. Ở đây bạn ghi rõ tháng ra. Bạn sẽ ghi là số lượng, ví dụ như là một, đơn giá là bao nhiêu, và cuối cùng là thành tiền. Thì chúng ta thì ở vì là bên bạn là dịch vụ cho nên mình cũng chỉ ghi đơn giản là dịch vụ tư duy phát triển cho trẻ thôi. Thì khi mà mình hạch toán doanh thu vào tài khoản 5113 và các cái chi phí liên quan đến cái dịch vụ tư duy phát triển này liên quan tạo ra doanh thu, thì bạn sẽ đưa vào tài khoản 154 theo thông tư 133. Còn nếu theo thông tư 200 thì bạn sẽ đưa vào tài khoản 6277 hoặc 6278. Thì bằng cái việc chia sẻ của kế toán Việt Hưng, không biết là bạn Vân Anh Nguyễn đã hiểu về cách viết hóa đơn trong cái lĩnh vực tư duy phát triển cho trẻ chưa ạ? Mình thấy có rất nhiều bạn đặt câu hỏi và nhưng mà chưa thấy chia sẻ. Thì các bạn hãy chia sẻ mạnh vào đến các cái hội nhóm cũng như là bạn bè của bạn để các bạn cũng cùng nhau học hỏi kinh nghiệm, và đồng thời là sẽ nhận được cái phần quà từ kế toán Việt Hưng, đó là một khóa học tự học về khách sạn. Ở đây có bạn Xuân Dương đang hỏi thêm kế toán Việt Hưng về câu hỏi như sau. Bạn Dương hỏi là: chào chị, khi chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế trong công ty khách sạn thì cần lưu ý những vấn đề gì? Cũng như kế toán Việt Hưng xin trả lời bạn Xuân Dương như sau. Về công ty nào trước khi quyết toán thuế các bạn cũng đều phải chuẩn bị đầy đủ. Thứ nhất đó là hồ sơ pháp lý. Thứ hai đó là sổ sách liên quan. Về sổ sách liên quan thì các bạn cần chú ý in đầy đủ và sổ cái, sổ chi tiết, nhưng đặc biệt quan tâm hơn nữa đó là các báo cáo chi tiết. Báo cáo chi tiết ở đây thì bao gồm các cái phần như là báo cáo công nợ phải thu của khách hàng, báo cáo công nợ phải trả của nhà cung cấp, các cái báo cáo phân bổ công cụ dụng cụ, báo cáo tồn kho công cụ dụng cụ. Bởi vì trong khách sạn thì cái lượng tồn kho treo trên 153 cũng là bao giờ cũng có, tại vì chỉ những cái công ty nào mà liên quan đến việc là đưa vào tài khoản, tức là mình lấy đến đâu mà mình sử dụng đến đấy, tức là doanh thu lớn ấy, thì các bạn sẽ sử dụng hết tài khoản 153 này. Còn những cái công ty nào mà doanh thu đang ít mà trong khi đó chi phí công cụ dụng cụ nhiều thì các bạn nên để tồn tài khoản 153 một ít để tránh trường hợp là chi phí nó lại lớn hơn doanh thu. Thì khi quyết toán thuế, cơ quan thuế sẽ hay vạch cái chi phí bị thừa này ra. Và ngoài ra thì bạn sẽ cần chuẩn bị thêm về các cái hồ sơ liên quan như là lương, bảo hiểm xã hội và các cái vấn đề khác như là quỹ tiền mặt, chi phí quỹ tiền mặt và các cái báo cáo liên quan đến ngân hàng, và đặc biệt nữa là cái báo cáo doanh thu chi phí tương ứng. Và lưu ý khi làm báo cáo tài chính thì các bạn để doanh thu luôn lớn hơn giá vốn, tức là 511 lớn hơn tài khoản 632 để báo cáo trong công ty khách sạn nó được đẹp hơn ạ. Thì bằng câu trả lời của bạn Xuân, của kế toán Việt Hưng, chắc bạn Xuân Hương cũng sẽ nắm được về các cái sổ sách mà mình cần chuẩn bị cho quá trình quyết toán.
Tuy nhiên là để cụ thể hơn thì bạn Trung Hương để lại email ở đây. Bên mình sẽ gửi cho bạn thêm các cái file liên quan đến việc chuẩn bị các cái hồ sơ kế toán dành cho công ty về khách sạn để bạn sẽ nắm được rõ hơn về thông tin này ạ. Mình thấy các bạn đặt câu hỏi khá là nhiều. Tuy nhiên là các bạn lại chưa thấy ai chia sẻ cái livestream này. Các bạn hãy chia sẻ livestream này để được nhận cái vật quà rất là đặc biệt, đó là khóa học thực hành kế toán nhà hàng khách sạn miễn phí từ kế toán Việt Hưng. Trong giáo trình của kế toán Việt Hưng thì sẽ chia ra làm ba nội dung, ba tức là tương ứng với ba giáo trình tương ứng đấy. Đó là giáo trình về khách sạn, giáo trình về nhà hàng và có một giáo trình liên quan, đó là giáo trình về nhà hàng và khách sạn, bởi vì sẽ phục vụ đáp ứng đúng với nhu cầu thực tế của các bạn. Có nghĩa là có nhiều bạn thì chỉ làm liên quan đến công ty về khách sạn thôi, có nhiều bạn thì làm chỉ liên quan đến nhà hàng thôi, và có nhiều bạn thì vừa làm cả khách sạn vừa làm cả nhà hàng trong một công ty. Cho nên là bên kế toán Việt Hưng sẽ căn cứ trên cái chứng từ thực tế mà kế toán Việt Hưng đang làm của các doanh nghiệp để chia ra nhằm phục vụ cho các bạn học viên trong quá trình làm việc được tốt hơn. Kế toán Việt Hưng, xin chào bạn Nga Nguyễn. Bạn Nga có hỏi câu hỏi như sau: cô giáo cho em hỏi, khi mua tài sản cố định xong xuất ngay thì kế toán ghi nhận là 156 có đúng không? Xin trả kế toán Việt Hưng xin trả lời câu hỏi của bạn Nga Nguyễn như sau: nếu như công ty bạn có chức năng mua tài sản cố định, tức là mua tài sản đấy ví dụ như là ô tô, thì công ty bạn mới được đưa vào 156 và xuất ra phản ánh doanh thu và giá vốn. Còn trong trường hợp mà công ty bạn không có chức năng mua cái tài sản cố định này về để kinh doanh thì bạn nên đưa vào tài khoản 211. Sau đó bạn sẽ khấu hao trong cái thời gian mà mình chưa xuất hóa đơn ấy. Ví dụ như mình mua tháng này mà sang tháng sau mình xuất hóa đơn thì mình sẽ khấu hao được một tháng, mình vẫn khấu hao và mình sẽ đưa vào là nội dung là thanh lý tài sản cố định bạn Nga Nguyễn nhé. Thì bạn tránh đưa vào tài khoản 156 bởi vì công ty bạn không có chức năng mua bán cái tài sản cố định đó. Vậy bằng cái câu trả lời của kế toán Việt Hưng thì bạn Nga Nguyễn đã hiểu và xử lý được công việc trong vấn đề xử lý mua tài sản cố định chưa ạ? Bởi vì mua tài sản cố định thì chỉ có bán thanh lý thôi chứ không thể nào đưa qua tài khoản 156 bạn nhé. Vâng, kế toán Việt Hưng đã nhận được email của bạn Vân Anh Nguyễn và bên kia bên bộ phận đào tạo sẽ đưa thông tin email này và sẽ gửi cho bạn Vân Anh Nguyễn thông tin cần thiết ạ. Và để được nhận được cái khóa học thực hành nhà hàng khách sạn miễn phí thì các bạn hãy vào để chia sẻ cái livestream này đến với tất cả bạn bè của các bạn cũng như là vào các hội nhóm để kế toán Việt Hưng sẽ cấp quyền miễn phí khóa học gửi tới các bạn ạ. Và hướng dẫn cho các bạn cách tự học về khóa học này. Nếu mà trong quá trình kế toán Việt Hưng chia sẻ và trả lời các câu hỏi của các bạn mà có sót của bạn nào thì các bạn có thể comment ở đây để kế toán Việt Hưng xin được giải đáp các câu hỏi và tránh bị trôi đi mà mình lại không nhìn thấy ạ. Chào bạn Thu Hà. Bạn Thu Hà có gửi tới kế toán Việt Hưng câu hỏi như sau: công ty em tự sản xuất ra tài sản cố định để đưa vào sử dụng trong kho, vậy em có phải xuất hóa đơn để sử dụng không ạ? Kế toán Việt Hưng xin trả lời câu hỏi của bạn Thu Hà như sau: ở đây công ty bạn sản xuất ra tài sản cố định để đưa vào sử dụng, như vậy thì khi mà hình thành ra cái tài sản cố định, tức là đầu vào của bạn ấy, nó sẽ có các cái hóa đơn chi phí để các bạn để bạn lắp ráp thành cái tài sản đấy để sử dụng. Vậy thì trong quá trình bạn sản xuất ra được cái tài sản cố định đấy, đầu tiên là
mình sẽ có thể bạn sẽ nhập vào cái tài sản đấy vào một cái kho nào đó rồi bạn sẽ xuất ra, tuy nhiên là đấy chỉ là cái quy trình hạch toán thôi, còn bạn không phải xuất hóa đơn để sử dụng đâu bạn nhé, bởi vì bản chất là bạn đây là chi phí của bạn, bạn mua về rồi bạn được tính vào chi phí, mà cũng giống như là việc bạn mua về để bạn hình thành những cái tài sản cố định, và tài sản cố định đấy sẽ tính dần vào trong quá trình sản xuất kinh doanh. Thì ở đây bạn chỉ cần về hình thức thì bạn sau khi mà bạn tính xong giá thành thì bạn sẽ làm một cái biên bản nghiệm thu thôi, biên bản nghiệm thu tài sản và đưa vào sử dụng, chứ bạn không cần phải xuất hóa đơn, bởi vì thực ra là khi xuất hóa đơn thì nó phải có đối tượng nhận là ai, là khách hàng nào, mình đâu có bán đâu mà mình xuất hóa đơn, đúng không bạn Thu Hà nhở? Thì bằng cái câu chia sẻ của kế toán Việt Hưng thì không biết là bạn Thu Hà đã nắm được cái nội dung và xử lý trong quá trình làm việc của mình chưa ạ? Ở đây là mình khẳng định là sẽ không xuất hóa đơn bạn nhé, xuất hóa đơn là sai đấy. Mình thấy hôm nay rất là nhiều bình luận của các bạn đến gửi tới kế toán Việt Hưng, và xin mời các bạn hãy nếu mà yêu thích cái chương trình livestream chia sẻ cái kinh nghiệm kế toán của kế toán Việt Hưng từ vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần thì các bạn hãy chia sẻ vào các hội nhóm đi ạ, like trang đi ạ, thích trang đi ạ, bởi vì thực ra là mình cũng làm các cái thao tác này nó sẽ có rất là nhiều lợi ích cho các bạn đấy. Tự nhiên các bạn lại được một cái khóa học rất là hữu ích mà mình lại không mất phí, và mình lại được các cái giáo viên kinh nghiệm về cái lĩnh vực đó để tư vấn cho mình. Tại sao mình lại không đi chia sẻ nhỉ? Không thích trang này để mình nhận được món quà rất là đặc biệt đấy ạ. Và bình thường thì cái buổi livestream nó sẽ kết thúc vào 9 giờ tối. Tuy nhiên hôm nay mình thấy là cái lượng câu hỏi nhiều hơn và mình muốn giải đáp thêm cho các bạn, tới 9 giờ 15 mình mới kết thúc cái chương trình live này. Vậy thì các bạn hãy có những câu hỏi cần giải đáp thì các bạn sẽ chia sẻ lên đây, mình sẽ bổ sung thêm kiến thức cho các bạn. Chào bạn Bình Nguyên. Bạn Bình Nguyên có hỏi về câu hỏi như sau, cũng liên quan đến nội dung chủ đề hôm nay, đó là chia sẻ kinh nghiệm về kế toán trong khách sạn. Bạn có hỏi câu hỏi như sau, về chi phí quảng cáo, chi phí tuyển dụng nhân sự trong khách sạn nên cho vào chi phí nào? Xin trả lời, kế toán Việt Hưng xin trả lời câu hỏi của bạn Bình Nguyên như sau. Nếu như các bạn làm một công ty khác thì chi phí quảng cáo hay là chi phí tuyển nhân sự có thể các bạn đưa vào tài khoản 642 là được. Tuy nhiên vì cái lĩnh vực khách sạn hầu như rất là chủ yếu là toàn là những cái chi phí mang tính chất là phải đưa về để tạo doanh thu. Tức là chính vì thế mà cái chi phí quảng cáo, chi phí tuyển dụng nhân sự này thực ra nó phục vụ cho cái việc tạo ra doanh thu. Chính vì thế bạn Bình Nguyên sẽ đưa cái chi phí này vào tài khoản 154 nếu như công ty các bạn sử dụng theo thông tư 133. Còn nếu trong trường hợp mà các bạn sử dụng theo thông tư 200 thì bạn sẽ đưa vào tài khoản 6277 hoặc 6278. Tức là 6277, 6278 theo thông tư 200 là chi phí mua ngoài đấy ạ, hoặc là chi phí khác. Vậy bằng câu trả lời của kế toán Việt Hưng, bạn Bình Nguyên đã hiểu để xử lý trong công việc kế toán khách sạn của mình chưa ạ? Ở đây bạn Nga Nguyễn có hỏi tiếp kế toán Việt Hưng là bộ hồ sơ lưu tài sản cố định thì gồm những gì? Ở đây trong trường hợp này là mình kế toán Việt Hưng sẽ trả lời theo hai hướng. Hướng thứ nhất, nếu như bạn mua một cái tài sản cố định về thì thứ nhất bao gồm đó là hợp đồng. Bởi vì tài sản cố định là giá trị của nó lớn cho nên không thể nào không có hợp đồng. Theo những kinh nghiệm quyết toán thuế của chị đi cũng khá là nhiều thì đối với những cái tài sản cố định này kiểu gì cơ quan thuế cũng yêu cầu cung cấp hợp đồng, cho nên là hợp đồng là một trong những chứng từ cần thiết. Thứ hai là hóa đơn.
Hóa đơn thì chắc chắn là phải có rồi. Thứ ba đó là một cái rất là quan trọng nữa mà nếu không lưu ý thì cái tài sản đấy tính khấu hao sẽ không được chấp nhận, đó là biên bản bàn giao, bàn giao và đưa vào sử dụng tài sản cố định. Ví dụ như là tháng 5 năm 2020 bạn mua một tài sản cố định về, nhưng mà đến tháng 6 bạn bắt đầu với tích khấu hao thì cái biên bản bàn giao thì có thể là bàn giao vào tháng 5 nhưng mà đưa vào sử dụng thì đưa vào tháng 6. Và để hợp thức cái chi phí mà mình tích khấu hao thì bạn sẽ làm một cái biên bản bàn giao và đưa vào sử dụng vào tháng 6 để tính chi phí từ từ tháng 6. Và cái biên bản bàn giao và đưa vào sử dụng đấy nó khá là quan trọng trong cái bộ hồ sơ này. Tiếp theo đấy là chứng từ thanh toán. Cái chứng từ thanh toán này thì như bạn như yêu cầu theo luật thuế là phải là thông qua chuyển khoản từ công ty bạn sang công ty của nhà cung cấp. Và hồ sơ lưu của tài sản cố định nữa chính là cái việc bạn tích khấu hao tài sản cố định đấy thì nó sẽ có một cái bảng đối chiếu bảng tích khấu hao tài sản cố định chi tiết, mình sẽ gắn kèm phía cuối hồ sơ của ví dụ như bạn biên bản có rất là nhiều tài sản cố định mà mỗi một bộ tài sản cố định thì bạn sẽ lưu ra một cái hồ sơ riêng, và cuối cùng thì mình sẽ phải in ra một cái bảng tổng hợp tích khấu hao tài sản cố định của tất cả các tài sản đấy. Thì bằng cái câu trả lời của kế toán Việt Hưng thì không biết bạn Nga Nguyễn đã nắm bắt được cái vấn đề là một bộ hồ sơ về tài sản cố định thì bao gồm những gì chưa ạ? Thế còn các bạn Nga Nguyễn đã hiểu chưa ạ? Và có những cái câu hỏi gì là cần giải đáp thêm về tài sản cố định không ạ? Và cũng cảm ơn bạn Nga Nguyễn đã hỏi những cái câu hỏi rất là bổ ích để mình xin được giải đáp để các bạn cùng học hỏi ở trên đây. Và mình thấy các bạn cũng đang đặt câu hỏi rất là nhiều. Các bạn hãy là chia sẻ các cái live stream này tới các bạn bè cũng như các hội nhóm của bạn để cuối cái chương trình này trung tâm sẽ thống kê lại cái thông tin để liên hệ với các bạn cấp quyền cho các bạn về một khóa học về nhà hàng khách sạn miễn phí nhé. Vâng, và cũng cảm ơn bạn Nga. Tương tự như thế thì bạn Nga cũng sẽ đi theo cái hướng mà nếu mà bạn sản xuất các cái tài sản cố định thì bạn cũng sẽ phải có những cái biên bản đi kèm như mình vừa chia sẻ, đó là biên bản bàn giao và đưa vào sử dụng. Có nghĩa là mình sản xuất xong rồi nhưng mà mình không bàn giao, không đưa vào sử dụng, tức là có nghĩa là mình sẽ không được phép tích khấu hao, do đó là mình cần có cái biên bản đấy. Mình xin chào bạn Thương, bạn Thương có hỏi là chị ơi cho em hỏi cách tính giá thành khách sạn như thế nào ạ? Tức là bạn Thương có đặt một câu hỏi là khá rộng ở trong phần khách sạn, tức là nó sẽ bao quát gần như toàn bộ nội dung của khách sạn rồi ạ. Về cái câu trả lời của kế toán Việt Hưng xin chia sẻ như sau. Thứ nhất là nếu như bạn đi theo thông tư 200 thì các bạn toàn bộ các chi phí liên quan như là chi phí vận chuyển, chi phí sập là, các chi phí quảng cáo hay là chi phí tuyển nhân sự thì các bạn sẽ đưa vào tài khoản 6277 hoặc 6278 để cuối cùng phân bổ và kết chuyển vào 154 để đưa ra giá thành đối ứng lại sẽ là 632 trên 154. Thế còn nếu như trong trường hợp mà công ty bạn Thương mà sử dụng theo thông tư 133 thì bạn Thương sẽ hạch toán vào tài khoản 154 tất cả các chi phí như là chi phí vận chuyển, chi phí giặt là, chi phí quảng cáo, chi phí các loại chi phí khác rất là nhiều, hay là chi phí xử lý côn trùng, hay là chi phí mua các cái máy móc phân bổ công cụ sửa chữa thì đưa hết về tài khoản. Nói chung là kể cả những chi phí đưa vào 242 thì cũng cuối cùng sẽ đưa về qua 154 và kết chuyển sang 632. Và cả quá trình này thông thường thì hiện tại
Các giáo viên của trung tâm kế toán Việt Hưng đang hướng dẫn cho các bạn học viên theo thông tư 133 hoặc thông tư 200 nhưng mà trên phần mềm kế toán Visa SME 2020. Vậy bạn Thương Nguyễn sẽ hãy chia sẻ cái live stream này nếu như mà thấy cái nội dung live stream này nó hữu ích với bạn thì bạn sẽ chia sẻ nó để nhận luôn cái phần quà hấp dẫn từ kế toán Việt Hưng, đó là khóa học kế toán khách sạn. À, để bạn sẽ biết thêm được cái phương pháp tính giá thành trong cái nội dung khóa học đó sẽ chia sẻ hết toàn bộ cái phương pháp tính giá thành đối chiếu các lỗi sai trong quá trình tính giá thành để từ đó bạn sẽ nắm bắt được cái cách tính giá thành đối chiếu quan hệ giá thành trong công ty của mình bằng cái câu trả lời của kế toán Việt Hưng thì bạn Thương đã rõ và đã nắm bắt được tổng quan về cách tính giá thành của công ty khách sạn chưa ạ? Ở đây mình thấy thêm Facebook của bạn Hoài. Bạn Hoài Phạm. Bạn Hoài đang hỏi câu hỏi là chị ơi, theo chị thì khi phân bổ công cụ, dụng cụ trong khách sạn có nên tách tài khoản 242 ra không ạ? À, hình như là hôm nay các bạn chủ yếu là hỏi kế toán Việt Hưng xoay quanh nội dung về công cụ, dụng cụ trong khách sạn. Mà đúng là trong khách sạn thì chủ yếu là chi phí nhiều nhất cũng là công cụ, dụng cụ hoặc chi phí sửa chữa tài sản. Và sửa chữa tài sản thì cũng đưa vào phân bổ qua 242. Vậy thì để làm chính xác nhất trong khách sạn thì các bạn nên tách tài khoản 242 ra, tức là chia ra 2421 là chi phí ngắn hạn, 2422 là chi phí dài hạn. Thì hầu như trong khách sạn là sử dụng 2421 và 2422 tương đối là tỷ lệ bằng nhau đấy. Ví dụ như 2421 thì những cái chi phí phân bổ nhỏ hơn 12 tháng như cái phần đầu mình có chia sẻ đấy thì các bạn sẽ đưa vào 2421 đó 12 tháng. Ví dụ như tiền thuê nhà thì thường thường là sẽ thuê nhà trả trước khoảng tầm 16 đến 12 tháng thôi thì đưa vào 2421. Còn các công cụ dụng cụ như là điều hòa thì hoặc là các cái chi phí sửa chữa lớn mình đưa vào 242 và phân bổ lớn hơn 12 tháng và nhưng không được tối đa là 36 tháng bạn Hoài Phạm nhé. Và tại sao mình lại nguyên tắc như thế? Bởi vì trên cái bảng cân đối kế toán các bạn có thể mở luôn cái thông tư một báo cáo tài chính theo thông tư 133 theo cái mẫu B ấy, nó sẽ có cái chỉ tiêu 152 ấy, đó là các cái chi phí ngắn hạn này thì khi tách ra nó tương ứng với 2421 đấy và cái chỉ tiêu 260 là chi phí trả trước dài hạn nó sẽ tương ứng với 242 trên bảng cân đối tài khoản thì bằng cái những cái trao đổi của kế toán Việt Hưng thì không biết là bạn Hoài Phạm đã hiểu và sẽ xử lý được công việc của mình không ạ? Vâng, cảm ơn bạn Thương Ngô. Như vậy là mình cũng rất là vui khi bạn đã hiểu vấn đề. Và các bạn cần thêm những cái kiến thức gì thì các bạn sẽ đặt câu hỏi lên ở trên này. Mình sẽ xin chia sẻ thêm. Hôm nay mình bình thường là hôm nay bây giờ là mình đã kết thúc việc chia sẻ kiến thức rồi. Nhưng mà hôm nay mình thấy cái lượng câu hỏi nhiều hơn, sau đó mình kéo dài cái thời gian chia sẻ đến 9:15. Vậy còn hơn 10 phút nữa thôi, thì không biết là còn bạn nào có câu hỏi nữa thì các bạn sẽ đặt lên đây để mình sẽ giải đáp luôn ở trong cái buổi này liên quan đến nội dung về khóa học dịch vụ khách sạn.
Nếu mà ở đây không biết là còn bạn nào muốn. Vâng, cảm ơn bạn Nga Nguyễn. Như vậy là bạn Nga Nguyễn là nắm được về nội dung về tài sản cố định rồi. Bạn Nga Nguyễn có còn vấn đề gì vướng mắc trong quá trình bạn đang làm việc tại công ty bạn không nhỉ? Mặc dù là nội dung hôm nay liên quan đến về vấn đề khách sạn, nhưng mà mình cũng sẽ chia sẻ hết tất cả những vấn đề liên quan. Tại vì là kế toán Việt Hưng sẽ cũng đào tạo, đang đào tạo rất là nhiều khóa học, không chỉ những khách sạn mà có rất là nhiều vấn đề liên quan tới các loại hình khác. Thì ở đến đây mình thấy là các bạn không đặt câu hỏi nữa, thì mình xin phép được kết thúc cái buổi livestream này. Và tiếp theo đến thứ sáu này sẽ là chương trình livestream của cô giáo Thu Hương vào 8 giờ cho đến 9 giờ tối. Và về chủ đề thì kế toán Việt Hưng sẽ thông báo ở trên Facebook. Mời các bạn hãy quan tâm theo dõi về các thông báo ở trên Facebook để chúng ta vào chương trình chia sẻ livestream từ tối thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi chia sẻ lần sau.